đồng chí và các bạn, chuyên mục hôm nay được mở đầu bằng những phần tin chính sau đây. Cục cảnh sát quản lý chính về trật tự xã hội Bộ Công an tổ chức hội thảo về nâng cao công tác đăng ký, quản lý cư trú. Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới. Công an huyện Di Linh bắt nhóm hành hung và cướp tài sản của cán bộ lâm nghiệp. Cuối chuyên mục là phóng sự vai trò của công an chính quy ở một địa bàn trọng điểm. Bây giờ mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục Vừa qua, tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức học tập quán triệt các nghị quyết Trung ương 8 khóa 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến các đồng cầu trong tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã thông báo những nội dung chương trình và kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 như Nội dung cơ bản của nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 6. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cũng đã thống nhất giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, xem xét quyết định thành lập các tiểu ban nhân sự chuẩn bị đại hội lần thứ 13 của Đảng, bầu bổ sung hai ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa 12. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã yêu cầu lãnh đạo các ban đảng của tỉnh ủy, các đảng bộ làm tốt công tác quán triệt nghị quyết để kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng, giúp cán bộ đảng viên công nhân viên nắm vững và thực hiện thắng lợi các nghị quyết kết luận của Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 khóa 12 của Đảng. Ngày 12 tháng 10 tại thành phố Đà Lạt, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thảo nâng cao hiệu quả công tác đăng ký quản lý cư trú, phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an, qua 10 năm triển khai thực hiện Luật Cư trú, công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc đã giải quyết đăng ký thường trú và tạm trú cho trên 11 triệu hộ với 52 triệu nhân khẩu. Riêng các địa phương khu vực Tây Nguyên đã giải quyết đăng ký thường trú và tạm trú cho trên 550.000 hộ với 2.400.000 nhân khẩu. Đặc biệt công an các tỉnh Tây Nguyên đã thực hiện có hiệu quả các nội dung yêu cầu công tác cải cách hành chính trong đăng ký quản lý cư trú, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành các cấp trong thực hiện các quy định về cư trú trên các lĩnh vực như nhà đất, hộ tịch, dân số, thống kê, quản lý số di dân tự do. Các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả 10 năm triển khai thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú tại khu vực biên giới, quản lý cư trú đối với dân di cư tự do, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, quản lý cư trú, góp phần phục vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh trực tự tại địa bàn khu vực Tây Nguyên. Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh, công an tỉnh và chính quyền địa phương vừa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình ca viên ở xã Đạ Cà Nàng, huyện Đam Rông, một trong ba nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc năm 2012. Cùng với việc hỗ trợ 5 triệu đồng, đoàn công tác đã động viên gia đình vượt qua khó khăn tích cực lao động sản xuất để phát triển kinh tế. Cũng nhân dịp này, đoàn công tác đã tổ chức tuyên truyền về phòng chống tội phạm mua bán người cho đoàn viên thanh niên và phụ nữ thuộc Chi hội tin lành xã Đà Cà Nàng, huyện Nam Rông. Nội dung tuyên truyền bao gồm thông tin tình hình tội phạm mua bán người, phương thức thủ đoạn hoạt động mua bán người, luật phòng chống mua bán người, chính sách hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng, phát động người dân nêu cao tinh thần cảnh giác và tích cực tham gia phòng chống tội phạm mua bán người. Theo nguồn tin từ Cục Cảnh sát Hình sự, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ các đối tượng Lê Duy Kiều, Đinh Thị Lĩnh, Nguyễn Hữu Thủy cùng chú tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và Trần Thị Đào chú tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương vì đã gây ra 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt nông sản của người dân với giá trị hàng hóa 4 tỷ 500 triệu đồng. Trong đó có nạn nhân là doanh nghiệp tại Lâm Đồng. Thủ đoạn của các đối tượng là dùng sim rác gọi điện thoại liên hệ với các đại lý nông sản ở các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và một số nơi khác đặt hàng thu mua cà phê, hạt tiêu, hạt điều. Sau khi tìm được nguồn hàng, các đối tượng yêu cầu chủ hàng chở đến các kho hàng đã được thuê sẵn. Khi hàng đã xuống kho, chúng chuyển trả một ít tiền và mời chủ hàng đi ăn cơm, uống nước để làm tin. Khi chủ hàng rời khỏi kho thì nhóm đối tượng sẽ cho người đến kho và bốc hàng chở đi nơi khác đối tượng mời chủ hàng đi ăn cơm hoặc uống nước cũng nhanh chân bỏ trốn. Đây là thủ đoạn mới, có tổ chức, hoạt động liều lĩnh manh động mà các chủ hàng cần phải cảnh giác khi bán hàng. Điều tra từ các vụ án trộm cắp xe máy trên địa bàn, Công an thành phố Bảo Lộc đã bắt giữ đối tượng Phùng Văn Quang, sinh năm 1985, quê tại tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú tại phường 3 thành phố Đà Lạt, khi Quang đang di chuyển trên chiếc taxi để rời khỏi địa bàn. Tiến hành đấu tranh, Quang khai nhận trong 10 ngày cuối tháng 9 năm 2018, Quang đã thực hiện 4 vụ trộm cắp xe máy tại thành phố Bảo Lộc và một vụ tại thành phố Đà Lạt, lấy được 5 xe máy, đều là những loại xe đắt tiền như SH, Air Black, Vision. Thủ đoạn của Quang là lợi dụng sơ hở của chủ phương tiện đã dùng đoạn VAM để phá khóa điện lấy xe, đưa đến gửi tại một quán cà phê ở phường 2 thành phố Bảo Lộc, rồi gọi người đến mua với giá từ 3 triệu đến 5 triệu đồng một xe. Mở rộng điều tra, Công an thành phố Bảo Lộc đã triệu tập đối tượng Ngô Thế Hậu, sinh năm 1982, trú tại xã Hòa Trung, huyện Di Linh, đến cơ quan để làm việc. Tại đây, Hậu thừa nhận đã mua của Quang 3 xe với giá 11 triệu 500 ngàn đồng, mặc dù biết đó là xe ăn trộm. Được biết, Quang là đối tượng có một tiền án 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, ra tù tháng 9 năm 2014. Công an thành phố Bảo Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam Quang về tội trộm cắp tài sản và đang củng cố hồ sơ để xử lý hậu về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Đức Trọng vừa khởi tố bắt tạm giam đối với Hoàng Nhất Nam, sinh năm 1979, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, chiều ngày 25 tháng 9, trên đường đi làm, anh Nguyễn Trọng Thế, trú tại xã N Thôn Hạ, huyện Đức Trọng, phát hiện Nam đang đi chiếc xe máy giống của mình đã mất từ năm 2017 anh Thế liền ép đối tượng lên cơ quan công an để làm rõ. Khi đến gần công an thị trấn Liên Nghĩa, Nam buông xe bỏ chạy khỏi hiện trường và bị lực lượng công an nhanh chóng bắt giữ. Qua xác minh, chiếc xe Nam đang sử dụng chính là xe của anh Thế bị mất tại chợ đất trọng vào ngày 14 tháng 2 năm 2017. Tiến hành kiểm tra hành chính nhà riêng của Nam, lực lượng chức năng còn phát hiện 10 chiếc xe máy được Nam cất giấu bên trong hiên nhà, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Tại cơ quan công an, Nam thừa nhận toàn bộ số xe máy trên do Nam trộm cắp được. Công an huyện Đức Trọng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để truy tố Nam ra trước pháp luật. Chiều ngày 15 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương đã tặng giấy khen cho đội kiểm tra liên ngành về công tác quản lý bảo vệ rừng vì đã có thành tích đột xuất trong truy bắt đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép. Trước đó, dạng sáng ngày 13 tháng 10, hạt kiểm lâm huyện Lạc Dương đã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhiêm mật phục bắt quả tang ông Phan Tấn Sĩ, sinh năm 1965, trú tại xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 61 LD. 0561 đang vận chuyển 15 phách gỗ hộp pơ mu thuộc nhóm 2A trên quốc lộ 27C theo hướng Khánh Vĩnh, Đà Lạt. Lợi dụng đêm tối, đối tượng đi cùng ông Sĩ được xác định tên là Tùng, chủ số gỗ trên đã chạy thoát vào rừng. Ông Sĩ khai nhận được Tùng thuê vận chuyển số gỗ từ huyện Khánh Vĩnh lên Đà Lạt để tiêu thụ. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Với tội danh cướp tài sản, năm đối tượng Phạm Văn Hùng, Thân Chính, Mang Thanh, Ca Tởi và Lã Hoàng Vũ cùng chú tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận vừa bị công an huyện Di Linh khởi tố bắt tạm giam. Theo điều tra, lấy cớ bị ngăn cản vào rừng lấy măng. Chiều tối ngày 1 tháng 10, sau khi uống rượu xong, biết nhóm cán bộ của công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Di Linh gồm 3 người là các anh, ca Lộc, ca mít và ca nhật đang ở tại chốt bảo vệ rừng của công ty ở khoảng 8 tiểu khu 740. Hùng đã rủ con cháu và bạn đến vay tròi, dùng dao phát, gậy tre uy hiếp cướp của 3 cán bộ. Một điện thoại di động, một đèn pin, một máy định vị cầm tay và 340.000 đồng. Ba cán bộ hoảng sợ bỏ chạy ra rẫy bắp cạnh đó, nhưng vẫn bị nhóm đối tượng truy đuổi và hành hung làm một người bị thương nhẹ. Tiến hành điều tra, ngày 4 tháng 10, Công an huyện Di Linh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng gồm: Hùng, Chính, Thanh, Tởi, Vũ, Mang Dào và Phạm Văn Hiền để làm rõ về hành vi cướp tài sản sau khi phân loại xác định hành vi của từng người công an huyện di linh đã trả tự do cho giào và hiền để phục vụ điều tra được biết tình trạng khai thác rừng trái phép tại xã gia bắc giáp ranh với tỉnh bình thuận xảy ra nhiều và nhóm đối tượng bị công an huyện di linh khởi tố bắt giam có liên quan đến hoạt động khai thác gỗ trái phép và lý do bị cán bộ không cho vào rừng lấy măng chỉ là cái cớ để nhóm đối tượng hành hung cán bộ bảo vệ rừng hành vi này phải được xử lý nghiêm để răng đe Sáng ngày 9 tháng 10, qua công tác trinh sát, công an huyện Đà Tẻ bất ngờ kiểm tra phòng trọ số 5 thuộc khu nhà trọ của bà Lê Thị Óng ở tổ dân phố 2C thị trấn Đà Tẻ, huyện Đà Tẻ và bắt quả tang Trần Viết Trung Tín, sinh năm 1994, trú tại xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻ, đang phân chia nhiều gói ma túy. Lực lượng công an đã thu giữ 20 túi ni lông, một ống nhựa, một tờ giấy, một vỏ bao thuốc lá bên trong đều chứa ma túy. Tín khai nhận mua số ma túy trên từ một đối tượng tên Tuấn tại huyện Đạ Hoai để sử dụng dần. Được biết, Tín là đối tượng nghiện ma túy đang được giáo dục tại xã về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện công an huyện Đạ Tẻ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Trung Tín về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Thưa các đồng chí và các bạn, là xã có trên 70% dân số là người dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên sinh sống có địa hình rộng, hiểm trở, giáp ranh với 10 xã phường của các huyện và thành phố lân cận. Xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, từ lâu được xem là địa bàn nhạy cảm với các loại tội phạm. Tình hình an ninh trật tự tại đây chỉ thực sự đổi khác khi được tăng cường cán bộ công an chính quy về làm trưởng công an xã. Mời các đồng chí và các bạn cùng tìm hiểu về sự thay đổi ở vùng quê này qua phóng sự sau. Hôm nay Thiếu tá Lê Duy Thắng, trưởng công an xã Lộc Tân được mời tham dự cuộc họp của Ban Chư ủy thôn 1 để bàn về công tác đảm bảo an ninh trật tự của thôn. Thôn 1 là địa bàn trọng điểm về khai thác cát và cao lanh, nên để duy trì ổn định, ngăn ngừa các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép là không đơn giản. Tại cuộc họp này, Chủ ủy Chi Bộ đã thống nhất ra nghị quyết vận động người dân không tham gia các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, giữ vệ sinh môi trường, xóa bỏ các hồ tục lạc hậu. Thì trước đây là chúng tôi thì thì kia công trường công an thì là kia cũng là dân địa phương bao nhiêu việc thì tự trong địa phương xử lý từ khi có cái kia chính quy thì nói chung là, thì tình hình nói chung là thì nó bảo đảm bởi là địa bàn giáp danh với 10 phường xã của ba huyện và thành phố lân cận được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự nên từ năm 2012, công an huyện Bảo Lâm đã bố trí cán bộ công an chính quy về làm trưởng công an xã Lộc Tân. Cũng từ đây, tình hình an ninh trật tự của xã bắt đầu có sự chuyển biến. Lực lượng công an đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết một số tình hình liên quan mà trước đó từng gây bức xúc cho người dân như việc đổ rác bừa bãi làm mất vệ sinh môi trường hướng dẫn những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, hoàn chỉnh các hồ sơ để cấp có thẩm quyền ra quyết định xóa án tích, chủ động xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động của người nước ngoài, chủ yếu là số nhân sự làm việc tại 6 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động sản xuất chế biến chè ô long xuất khẩu trên địa bàn đánh giá của xã đầu tân là cái điểm nóng nhưng mà từ khi có công an chính quy về địa phương đến nay là cái công an tình hình an ninh trật tự đã ổn định nên công an chính quy về thì cũng đã làm tốt công tác quản lý hộ tịch Cầu khẩu đăng ký tạm vắng tạm trú năm 2017 thì xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Sự chuyển biến nhiều nhất phải kể đến là công tác quản lý giúp đỡ 56 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, để họ không còn mặc cảm, tự tin làm lại cuộc đời. Chính vì làm tốt công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục mà tỷ lệ người tái phạm ở Lộc Tân không đáng kể. Cũng bởi làm tốt vai trò của lực lượng công an xã mà số vụ việc liên quan đến an ninh trật tự giảm theo từng năm. Những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được giải quyết ngay tại cơ sở trên tinh thần tình làng nghĩa xóm. Nếu năm 2011 xã xảy ra trên 30 vụ việc lớn nhỏ, trong đó có cả trọng án, thì đến năm 2018 số vụ việc đã giảm gần 50%. Về cái tình hình của địa phương xã Độc Tân cũng như riêng thôn năm chúng tôi thì trong mấy năm trở lại ở đây thì về vấn đề an ninh và rất được đảm bảo về tệ nạn thì nói chung là trên địa bàn thôn thì là không có cái tệ nạn là nghiện hút các anh cũng như trộm cắp về an sinh của nhân dân thì càng ngày càng phát triển an ninh trật tự ổn định người dân chuyên tâm lao động sản xuất nên đời sống của người dân lộc tân khấm khá hơn không chỉ chuyên canh về cây chè như trước đây bà con còn mở rộng thêm diện tích trồng cây cà phê trồng dâu nuôi tằm và nghề trồng dâu nuôi tằm dần trở thành nghề mang lại thu nhập cao cho người dân có được sự thay ra đổi thịt đó ngoài việc thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và địa phương, còn có công đóng góp không nhỏ của lực lượng công an xã. Những hình ảnh phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!